bạn đang tìm kiếm một địa điểm lý tưởng để thưởng thức cà phê và khám phá bảo lộc. Hãy đến với Bon Bon Coffee Pizza, một quán cà phê nằm trong khu biệt thự Kiêu trên đường Tôn Thất Thuyết. Khi bước vào quán, bạn sẽ được chào đón bởi một không gian cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng với đủ loại hoa đầy màu sắc, một ngôi nhà nhỏ xinh, phía trước có ghế gỗ, bên cạnh suối nước và đồi thông. Quán có không gian rộng rãi, thoáng mát và có nhiều khu vực ngồi khác nhau, từ trong nhà đến ngoài trời. Tại đây, bạn sẽ được hòa mình vào không khí trong lành, yên bình và thân thiện, quán được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, như một ngôi nhà thứ hai của bạn. Quán còn có nhiều đồ trang trí độc đáo như những chậu cây xương rồng nhỏ xinh với đa dạng kiểu dáng, những bức tranh, những cây thông. Tạo nên những góc sống ảo lãng mạn. Bon Bon Coffee phục vụ cà phê, pizza và nhiều món ăn ngon khác, với giá cả hợp lý. Bạn có thể thưởng thức những ly cà phê thơm ngon, những miếng pizza nóng hổi và những món ăn đặc sản của Bảo Lộc. Đặc biệt, Bon Bon Coffee cũng rất gần khu nghỉ dưỡng Homestay Damri City, một lựa chọn tuyệt vời cho bạn nếu bạn đang tìm kiếm nơi có thể nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày dài khám phá bảo lộc. Bon Bon Coffee Pizza, hãy đến và cảm nhận sự khác biệt của quán cà phê này nhé. Mình hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại đây.